nhiều ngành hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu với sản lượng lớn nhất nhì thế giới, nhưng hầu như không tạo dựng được thương hiệu, không mang lại giá trị tương xứng với sản lượng do phần lớn xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô. Các mặt hàng xuất khẩu dưới dạng thô sẽ được các nhà nhập khẩu chế biến lại và gắn nhãn mác thương hiệu của nhà phân phối hoặc của nước nhập khẩu, sẽ dẫn đến vấn đề lớn hơn là tình trạng mất thương hiệu nguồn gốc xuất xứ của Việt Nam. Đây là vùng nguyên liệu của một doanh nghiệp FDI đầu tư và sản xuất chè tại Việt Nam. Với thế mạnh về vốn và khoa học công nghệ, doanh nghiệp này đầu tư rất bài bản từ sản xuất đến chế biến thành phẩm xuất khẩu. Chúng tôi có hệ thống khoảng 2.500 nông dân làm việc trên những cánh đồng để sản xuất ra hàng nông sản chất lượng toàn cầu. Chúng tôi không chấp nhận tồn dư hóa chất trong sản phẩm thực vật. Đối với mỗi loại hóa chất có giới hạn tồn dư để đảm bảo sản phẩm không gây hại đến người dùng. Và đây là những bao chè qua chế biến, chỉ được đóng gói bằng bao cắt tông tại nhà máy trước khi đi xuất khẩu. Trên bao bì chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ sản phẩm của Việt Nam. Điều này có nghĩa đây chỉ là những bao chè nguyên liệu được xuất khẩu từ Việt Nam sang các thị trường, sau đó được chế biến rồi xuất đi nước thứ ba và mang thương hiệu của nhà phân phối. Cũng tương tự, cây chè, cà phê là ngành hàng chủ lực, giá trị kim ngạch năm 2016 ước tính có thể đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng, ít ai biết, 95% sản lượng cà phê xuất khẩu là cà phê nhân, tức là xuất thô. Nếu 1 kg cà phê nhân có giá 2 đô la Mỹ thì 1 kg cà phê hòa tan có giá tới 10 đô la Mỹ. Với công thức 2,5 kg nhân chế biến được 1 kg cà phê hòa tan thì có thể thấy rõ giá trị cà phê qua chế biến cao hơn cà phê nhân rất nhiều lần. Các chuyên gia trong ngành thừa nhận, chiến lược phát triển cà phê chế biến sâu qua nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ, trong khi đó các cơ sở sản xuất cà phê không đảm bảo chất lượng thì phát triển không kiểm soát. Hàng loạt các cơ sở chế biến ra chè, cà phê tạo ra cái sản phẩm không đúng chất lượng mà chúng ta thường gọi là cà phê bẩn, thì hàng loạt mở ra rất nhiều, mà mở chủ yếu không phải chỉ các nơi, các cái địa bàn mà có cà phê, hầu như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh biên giới Tây Ninh hàng loạt. Các chuyên gia cho rằng nếu cứ duy trì tình trạng xuất khẩu thô, không có thương hiệu thì vấn đề với nông sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện giá trị thấp mà còn khó vượt qua được hàng rào phi thuế quan khi tham gia các hiệp định tự do thương mại. Khi gia nhập, hội nhập về TTP thì chắc chắn rằng là nếu không có đầu tư những công nghệ tiên tiến và không đảm bảo được vệ sinh an toàn, đặc biệt là một số các cái hàng rào phi thuế quan, đó là những hàng rào kỹ thuật, nó sẽ ngăn cản cái những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang nước ngoài. Không chỉ có chè hay cà phê mà ngay cả lúa gạo Việt Nam dù đứng thứ hạng nhất nhì thế giới về sản lượng xuất khẩu, nhưng đến nay vẫn chưa tạo dựng được thương hiệu. Rõ ràng vấn đề công nghệ sau thu hoạch vẫn là đòi hỏi bức thiết từ thực tiễn, khi mà những ngành hàng được coi là chủ lực xuất khẩu vẫn mãi chỉ là nguyên liệu thô đối với thị trường các nước nhập khẩu. Trong số các đoàn viên thanh niên học sinh đến theo dõi phiên tòa, dù chỉ là...